nói kia thì mi nói cho tao, tao nói cho mi nghe. Mi nói cái chi không mi chạy, mi chạy bằng cái chi. Chân làm kẻ chi mô. Làm kẻ chi mô vậy. Tìa con gái. Ê, cái tôi làm bằng hóa. Ngẩn ngơ đạp mái. Bạc tôi mới đầu. Sao chúng mày làm cái gì? Không bao giờ chúng mày để ngoãn đâu. Cứ phải để khác thì khác thì hồi cái gì. Không đạp. Nước con uống này. Thằng này đi học về phát vỏ bắt cái này đây. Vâng, mình giống cái thân phận của mình. Nhanh lên. Sáng lên. Ôi. Mẹ tư. Mẹ đọc cái này. Mẹ đọc cái ni đi. Để cái ni đi xuống đây. Hai mẹ đọc đi. Đọc cái ni xuân bài mốt. Nhân ngày 8 tháng 3, con chúc mẹ mình khỏe, càng ngày càng xinh đẹp. Bảy vũ, đẹp dai. Chị đẹp không? Đi ăn nhé chứ gì? Ngô loài. Ngô loài đấy gì? We be healthy and always beautiful. Thank you for all that you have done for us. Have a good day for your and best wish on your best day. We all love you. Mother is biggest gift. Biggest gift to me now and forever. I love you so much, my mom. You are so special, perfect. Hello, my lovely mom. Tomorrow will be yours. I hope you will be healthy and always beautiful. Thank you for all that you have done for us. Have a good day for you and best wish on your special day. We all love you, Mom. Mother is biggest gift to me now and forever. I love you so much, my mom. You are so perfect. Chú xin gái. Nào, bắt đầu chúng ta translate. Chúng ta có một thiếu ở đây. Xin chào người mẹ đáng yêu của con. Ngày mai là ngày của mẹ. Con hy vọng mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe và mẹ và luôn xinh đẹp. Cảm ơn tất cả những gì mà mẹ đã làm cho chúng con. Chúc mẹ có một ngày thật tuyệt vời và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong ngày của mẹ. Mong con yêu mẹ. Mẹ là món quà lớn nhất đời con. Ôi. Bây giờ và mãi mãi con yêu mẹ nhiều. Mẹ thật là tuyệt vời. Con tự viết đấy. Tự viết hay thế. Con cái chiếc này nghe đọc đi. Chiếc này là tiếng gì mẹ không biết mà. Bắn tiếng gì mẹ hiểu rồi. I'm in love you. Sing and so old you. Need to think.
dài ấy, như một hello tâm mẹ béo, hôm nay chưa phải 183 nhưng ngày mai con có ngày mai con bận vô cùng, ý nên sẽ tặng quà cho mẹ vào ngày hôm nay là ngày 7. Con nghĩ mẹ sẽ thích món quà của con năm đấy, nhân ngày của mẹ. Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc và trẻ đẹp. Mẹ về phía con mình nhé. Ok. Mẹ biết tại sao con lại chúc mẹ nhiều như vậy không? Là do hôm sinh nhật mẹ con chưa kịp chúc câu nào với cả, chưa tặng quà nữa cơ. Bây giờ bù lại, con bù lại cho mẹ nhé. À, cho mẹ nhé. Con bù quà. Con bù quà rồi thì mẹ cũng phải bù bữa ăn đi chứ. Nữa vì con không thích ai đạo style của con đâu nha. Như mẹ nữa. Ô, hóa ra là tặng quà là đòi ăn à? Hóa ra là tặng quà là đòi ăn à? Đây, quà đây. Thank you. Thank you for my daughter and sick. Ừ, thầy Kiến, sao ta phá quà của mẹ rồi? Không, cho mẹ xem thôi, đừng cài đi. Cài luôn.